thiếu một công đoạn tra nhớt đúng không? Có ra nhớt đấy, ừ. Tra dầu ấy. Rồi, mình đã tra xuống dưới xong rồi tra lốt lên đầu lấm cơ thì nó càng tốt. À, rồi tạm thời bắn thử với thôi, bây giờ bắn thật đi. Bắn thật vào lốt đi. Cả hai nha. Ừ. Đấy, tra vào lòng súng sau đó lại tra vào đầu viên đạn nữa cơ. Xem nó trơn tru rồi. Thôi, phải một giọt thôi. Đầu đây, đầu dẫn hướng cơ. Rồi em để súng xuống em dùi lỗ đi. Rồi, đầu rãi rồi. Được rồi, bắn được rồi đấy. Rút đầu. Vẫn hướng đâu, rút sẵn rồi rồi chị. Em lấy kìm đi. Đấy, rút ra hết đấy. Cắt đi. Không biết trả lời ạ. Ok. Em thử xà phòng nào. Em lấy xà phòng em thử xem có bị thủng không. Lấy xô xà phòng kìa. Cho vào thử xem bị thủng không. Thử cái xà phòng xem có thủng không. Rồi, kín rồi.